Tôi test thực tế máy in tem được phân phối ở Bình Nguyên CNC mã hiệu 420B trên phần mềm thiết kế nội thất Junsi được phân phối chính thức ở Bình Nguyên. Chính là Junsi, anh em kích vào biểu tượng cài đặt tem nhãn và anh em cài đặt theo màn hình, và để in toàn bộ tem anh em kích vào biểu tượng giữa, chọn máy in tem, chọn khổ tem 5840 được thiết lập sẵn, apply, rồi anh em ấn OK. Và đây là tem đã được in, thể hiện rất là rõ chiều dán chỉ, và được thể hiện màu đen đây. Đây các thông tin sản phẩm và vị trí của tấm trên sơ đồ ván rất là chi tiết, anh em có thể view. Mọi thông tin đặt máy in tem cũng như phần mềm Junsi xin được kết nối số hotline 0985 324 662. Xin thành cảm ơn.